Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khổng lần nữa nha. Kính chúc em buổi xem video vui vẻ mọi người. Và ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc cái đua top khảo nghiệm ban hội cũng như là cá nhân của cụm mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử này, trang chủ của em Công Thành Chiến Sư Dung Nét. Thì ngày hôm nay thì Khải sẽ cùng anh em xem thử nộp đua top event liệu sẽ như thế nào nha anh em, và sau khi kết thúc thì sẽ là sao nha. Ok, và hiện tại thì chúng ta cùng xem sơ qua cái top ban hội nha anh em. Top ban hội thì ban hội SCA là ban hội top 1 với vật phẩm 112.636 vật phẩm. Ban Phật là ban Khải thì đã được top 2 với 91.203. Tứ Hải có cho mình top 3 với 87.367. Và ban Cướp có cho mình là 71.032 vật phẩm. Và ban hội không tên có cho mình là 40.013 vật phẩm nha anh em. Và server đang có 5 ban, hoạt động khá là tốt. Chuẩn bị anh em cùng chờ đợi xem thử hoạt động đánh như thế nào cho xem nha anh em. Rồi ok. Vậy giờ chúng ta sẽ cùng xem sơ qua tiếp tục của top ban hội cá nhân, cái top cá nhân chứ anh em. Ok anh em nha. Kính chúc anh em mới vô nha một buổi tối cuối tuần vui vẻ nha anh em. Ok. Và nhìn sơ qua thì bảng xếp hạng của chúng ta có một số thay đổi, đó là không như những tháng trước nữa thì anh Tùng Angelina luôn luôn dành cho mình 7 top. Ở lần này thì anh Tùng Angelina chỉ dành cho mình từ top 2 cho đến top 6. Từ top 2 đến top 7 nữa mà. Còn cái top 1 thì đã có một cao thủ, đó là biệt bợ một cao thủ nào đó khá là lạ. Sau khi gộp bên cùng mấy chủ S7 về thì không biết cao thủ này là ai. Và có tên là biệt bợ, có cho mình top 1 126.000. Và đã giật top của anh Tùng Angelina như năm. Và anh Tùng chỉ có cho mình hàng 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha mọi người. Wow. Chỉ thua 1.000 vật phẩm thôi em ơi. Biệt bộm đang có top 1 với 126.000. Và anh Tùng Angelina có cho mình 125.000. Chỉ thua 1.000 vật phẩm thôi em. Đâu, ông biệt bộm này không biết là một cao thủ nào khá là đẳng cấp anh em ơi. Chỉ hơn anh Tùng chỉ 1.000 vật phẩm thôi. Và Johnny 121 có cho mình 105. Ấy của anh Tùng luôn, 105.000. Và top 4 là Johnny 001 có vật phẩm 104.275 vật phẩm. Top 5, top 6, top 7 thì có là khoảng 5.000. Thì cũng khá là ok. Ok, thì nói chung thì anh em xem sơ qua cái phần top rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi tham khảo thử là ở cái mùa này phần thưởng từ top 1 đến top 7 có cái gì thay đổi hơn những tháng trước không nha mọi người, hay là nó giống như những tháng trước nha. Ok, được Khải cùng anh em chờ đợi xem thử nha nè. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem khảo nghiệm ban hội. Đây, anh em cùng xem trên toàn live, toàn màn hình nha. Ok nè, đây là trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net. Và khảo nghiệm ban hội cũng như cá nhân ở tháng 7 này đây nè mà. Đây, Khải kết vào đây, kết cho xem phần thưởng như thế nào nha. Và cũng đã kết thúc thì ngày kết thúc vào tối ngày 15. Thì ngày hôm nay là 16 rồi nè mà, đã kết thúc đua top rồi. Thì hiện tại bên server này đang có hai cụm mấy chủ, đó là Giang Sơn Ký Sử và Phật Sơn Ký Sử nè. Top cá nhân thì mới có vật phẩm. Ok, cùng nhìn sơ bên mấy chủ của Khải đang tham gia, đó là Phật Sơn Ký Sử. Thì top 1 của chúng ta vẫn là một bộ ăn ban thường RAM đâm thuộc tính nha nè, và hạn sử dụng vĩnh viễn. Đó. Top 2 thì chắc chắn bên em là bao tay kim quang hoặc là nón kim quang, có thời hạn đó là 5 tháng. Tiếp theo, top 3 đó là một trong những trang bị xanh như sau. Có thể là một nón, mắt ọp và tùy chọn thuộc tính. Hạn sử dụng 3 tháng cũng như là áo cũng giống như vậy, trang bị xanh, mắt ọp và cũng là hạn sử dụng 3 tháng. Và chúng ta sẽ vẫn tùy chọn họ nam hoặc nữ cũng như là tùy chọn thuộc tính và cũng như là tự chọn cấp độ nha trang bị. Ok. Hoặc là một cây vũ khí mắt ọp. Một cây vũ khí mắt ọp thì vẫn hạn sử dụng 3 tháng và chúng ta vẫn là tự chọn họ và tự chọn thuộc tính luôn. Đó. Thì chắc là top 3 thì chắc là anh Tùng lại tiếp tục lấy cái vũ khí thôi. Không biết cái vũ khí là gì thì anh em cùng chờ đợi thử nha. Và ok, top 4 thì một ấn tín thạch mắt ọp ra tùy chọn thuộc tính. Top 5 là bảo đơn động sát. Top 6 là chuyển mã buôn tiêu. Top 7 là một con phi dân. Đó. Nói chung thì phần thưởng thì không có khác gì những cái tháng trước này mà. Thì mùa này rất đáng tiếc cho anh Tùng. Anh Tùng chỉ có từ hạng 2 cho đến hạng 7 mà thôi. Còn cái top 1 thì đã bị cao thủ biệt bộ tranh giành rồi. Chỉ hơn trên nhau có 1.000 vật phẩm thôi. Rất đáng tiếc. Rồi ok. Ok anh em, và sau khi đã sâu qua cái top của mấy chủ này, sau khi kết thúc
khảo nghiệm văn hội cũng như là cá nhân của tháng 7 thì rất đáng tiếc cho anh Tùng. Chỉ có những mình hạng 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn hạng 1 thì cao thủ biệt bộm đã tranh giành rồi. Rất đáng tiếc nha anh em. Ok, hello Nguyên Hoàng nha. Hello anh em, anh em mới vô đỡ lại cho Khải video một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em. Còn đây là top văn hội anh em xem lại một lần nữa nha mày. ACE vẫn top 1 và Phật top 2, Tứ Hải top 3. Tứ Hải là ban hội Hòn Kim cũng như là ban Tiếu Ngạo gộp về đặt tên là Tứ Hải nha mọi người. Và ban hội cướp top 4 và ban hội không tên là bên mấy chủ F7 về top 5. Rồi. Ok anh em, và sau khi xong thì bây giờ chúng ta cùng lên hoạt động ban nha anh em. Và video này Khải sẽ up trên kênh, cái gì anh em xem rồi thì cũng thở gứt gứt lên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ video cho nha anh em. Và đừng quên ai chưa nhấn nút subscribe thì đừng quên nhấn cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ chơi nha.